Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh CC. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài 30.2 tại bài tập GS24 trong phần chuỗi. Các bạn mở VS Code, tạo thư mục bài mới, bài 30.2. Tạo file index và file main. Link file main ở trong file index. Chúng ta sẽ code trong file main. Bài tập 24 yêu cầu viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím. Đếm xem có bao nhiêu ký tự thường, bao nhiêu ký tự in hoa, bao nhiêu ký tự số, bao nhiêu khoảng trắng. Ví dụ, nhập vào 123 ABC DD thì kết quả là có hai ký tự thường có ba ký tự in hoa có ba số và không khoảng trắng bây giờ chúng ta sẽ đi làm từng bước một đầu tiên là nhập chuỗi từ bàn phím hai bao biến này dùng một cái hàng input string bằng dùng from để nhập liệu vào tròn này Nhánh kép nhập vào một chuỗi lưu lại này Tiếp theo là chúng ta khởi tạo các biến đếm ban đầu bằng 0. Biến đầu tiên là đếm chữ thường, led này, lower k, lower k, count, đếm chữ thường, đúng không? Bằng 0, chấm phải này, lưu lại đã, đã. Thêm 3 biến nữa, xuống này, alt -tip xuống này, alt -tip xuống này. Biến thứ hai đếm chữ hoa, là upper k. Biến thứ ba là digit, digit count tức là đếm số digit count này và biến thứ tư là đếm khoảng trắng pay count lưu lại bây giờ chúng ta sẽ duyệt cái chuỗi người dùng nhập vào để chạy theo vị trí index lập này lập qua từng ký tự trong chuỗi và đếm ký tự đếm tức là kiểm tra xem là nó là chữ thường hay chữ hoa hay là số hay là khoảng trắng để chúng ta tăng biến đếm lên đúng không? Mình for để duyệt nhá, for này cho i đúng không? Let i bằng không, i chạy từ 0 cho đến i nhỏ hơn input string chấm len. Mỗi lần lặp thì tăng biến i lên 1 i cộng cộng màu nhọn này, enter xuống này, mình sẽ xuất ra giá trị i console số chấm lốc mở ngoặc y này để xem khi chúng ta chạy như này thì nó ra cái gì các bạn lưu ý là input string length thì có phải nó ra chiều dài của cái chuỗi mà người dùng nhập vào không của cái này đúng không thử nhá Online này ví dụ nhập vào một chuỗi abc enter chuột phải còn kiểm tra chuyển tắt console xuất được giá trị y là không một hai do dòng 26 xuất ra tại sao lại ra không một hai chúng ta cùng nhìn lại đầu tiên là chúng ta cho y chạy từ không cho đến y nhỏ hơn input string len. Input string len sẽ trả về độ dài của chuỗi. Chúng ta vừa nhập chuỗi là ABC, đúng không? Xuất thử này, console.log vào tròn. Xuất thử giá trị này để xem nó ra bao nhiêu. Tải lại này. ABC, Enter. Các bạn thấy không? String len bằng 3. Bởi vì nó có 3 ký tự. 1 này, 2, 3. Cho nên chúng ta chạy y từ 0 cho đến y nhỏ hơn 3 Mỗi lần lập tăng biên y lên 1. Và chính vì vậy khi chúng ta xuất y ra. thì Chúng ta xuất được 0, 1, 2. Và đây cũng chính là giá trị index của chuỗi mà người dùng nhập vào. Chúng ta có thể duyệt chuỗi từ đầu đến cuối. Đúng không? Bởi vì chúng ta chạy hết chuỗi mà. Đây này. 0, 1, 2. Tương tự nhé. Thử một chuỗi khác này. F5 này. Thử chuỗi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi. Có 6 ký tự. Đúng không? Nhấn Enter này. Các bạn thấy là string length trả về 6. Lúc này chúng ta chạy từ 0 cho đến y nhỏ hơn 6. Tức là từ 0 cho đến 5 và mỗi lần lặp tăng biến y lên 1. Kết quả chúng ta xuất được giá trị index là 0 1 2 3 4 và 5. Trong cái bài mở đầu về string ở bài 29.1, chúng ta đã được học về vị trí index. Vị trí index của chuỗi thì bắt đầu từ từ 0 và từ vị trí index này chúng ta có thể truy xuất đến cái giá trị nằm ở tại vị trí đó. Ví dụ này, chuỗi chúng ta đang là là zone, đúng không? Index 0 này nằm ở vị trí này. Index 1 là chữ o, index 2 là chữ h và index 3 là chữ n chúng ta có thể truy cập vào cái biến tên tại vị trí không và kết quả chúng ta xuất được giá trị tại vị trí index không là gì đúng không tương tự như thế thay vì xuất giá trị y thì chúng ta sẽ xuất giá trị input string tại y input string này tại y rồi các bạn hình dung là y này sẽ chạy từ từ không cho đến hết chuỗi là vị trí index đúng không bây giờ chúng ta sẽ truy xuất đến cái giá trị input string tại vị trí y này y đang chạy từ không thử này ABC Enter này Các bạn thấy không Thay vì xuất giá trị index vừa nãy là I, y hai, Thì bây giờ nó xuất giá trị input string tại 0 Tại 0 tức là, là chữ A đúng không Đây kết quả A này Tiếp theo là xuất input string tại 1 1 là, là chữ B Chữ B Đây chữ B đây Và tiếp theo nữa là xuất input string tại vị trí 2 là chữ C Đây C đây Và kết quả là chúng ta có được A, B, C như vậy bằng việc sử dụng vòng for chạy theo index từ 0 cho đến hết chuỗi chúng ta đã tách được từng ký tự riêng lẻ trong chuỗi người dùng nhập vào nhiệm vụ tiếp theo là kiểm tra từng ký tự này là chữ số chữ thường chữ hoa hay là khoảng trắng các bạn khai báo một biến ở đây let char này bằng để lưu trữ lại cái giá trị input string tại y và chúng ta sẽ kiểm tra từng giá trị này xem là số là chữ viết thường chữ viết hoa hay là khoảng trắng đúng không cái này được hướng dẫn rồi này nếu nếu tra mà lớn bằng chữ A và chữ 7 này và cha nhỏ hơn hoặc bằng chữ Z thì kết luận nó là, là chữ thường đúng không? Còn số lốc thử nhé là chữ thường chữ viết thường lưu lại này tương tự chúng ta có là eo ít copy điều kiện nhé copy cả khối này này căn cho C này căn cho V ở đây nếu lớn bằng A hoa và nhỏ hơn bằng chữ Z hoa thì nó là Z hoa. Copy thêm hai khối nữa. nhân C này. Viết vào đây, viết vào đây. Điều kiện nó là số đúng không? Lớn bằng 0. Nó bằng 9. Thì là chữ số. Tiếp theo này. Nếu nó là khoảng trắng. Đó này đi. Thực sự bằng đúng không? Bằng kép này cách ra nếu nó là khoảng trắng thì chúng ta in ra là là dấu space đúng không? rồi thử nhá tắt đi tải lại này ví dụ nhập vào đây a b c cách một hai ba enter đây còn nhìn này có phải là cái vòng for này chúng ta đang chạy theo index từ 0 đến hết và chúng ta tách được từng ký tự không đây a b c này một này hai ba lại có cả dấu cách này thì tách từng ký tự một và trong từng ký tự đó khi chúng ta duyệt từng vòng for chúng ta lại kiểm tra luôn là nếu nó thuộc điều kiện nào thì xuất ra giá trị thuộc điều kiện đó Còn nhìn này a là chữ viết thường này kiểm tra đến b này là chữ viết thường này đến dấu cách này là dấu cách này đến số này thì là chữ số đúng không nhưng mà thay vì chúng ta xuất kết quả ra thì bây giờ chúng ta tăng biến đếm lên các biến đếm này này nếu là thường thì chúng ta tăng biến đếm thường là lower ok đúng không cộng cộng là tăng vị đếm lên một tương tự này chỗ này nếu chữ hoa thì tăng biến in hoa lên là upper case cộng cộng đúng phải này nếu là số thì tăng biến điểm số lên là gì digit ao cộng cộng đúng phải này còn nếu là dấu cách thì tăng biến điểm lên là space đúng không rồi cộng cộng đúng phải là như vậy là thay vì chúng ta xuất ra để xem thì vì chúng ta tăng biến điểm lên biến điểm ban đầu khởi tạo bằng bằng không rồi kết quả chúng ta sẽ xuất giá trị thôi in kết quả này còn số chấm lốc tròn đầu tiên là số ký tự thường hai chấm này các bạn cộng với lower cây cao lưu lại này alt tiếp xuống copy này một hai ba ký tự hoa này in hoa này đây là ký tự số đúng không Rồi, ký tự số đi tiếp theo là số khoảng trắng đây là upper cao này ở đây là digit digit cao ở đây là space cao rồi thử nhá tắt đi tải lại này ví dụ nhập vào đây ABC cách 123 enter kết quả là số ký tự thường là 3. In hoa là 0. Ký tự số là 3 và khoảng trắng là 1, đúng không? Từ lại này, F5. Ví dụ nhập chữ hoa đi. A lớn này. A nhỏ này. Số 1 nữa này. Dấu cách này và số 1 này. Đấy thì chúng ta sẽ có hai ký tự số. Một ký tự thường, một ký tự in hoa và một khoảng trắng, đúng không? Ok này. Đấy. Hai ký tự số, một in thường, một in hoa và một khoảng trắng. Bài giải hôm nay sẽ tạm dừng ở đây. Toàn bộ code đang ở trên màn hình và mình cũng sẽ chia sẻ cốt này lên git để các bạn tham khảo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc bạn thành công